điều khắc cốt ghi tâm phải nhớ. 1. Không có áp lực, không có kim cương. 2. Muốn tìm thấy đam mê, việc đầu tiên là thức dậy. 3. Đừng lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình. 4. Hãy tập trung phá vỡ kỷ lục của chính mình. 5. Nếu cuộc đời chia cho bạn những quân bài xấu, hãy học cách làm người chơi giỏi. Follow để học tập mỗi ngày.